đây mình sẽ làm ăn cá các bạn nhé, cá kho, cá sáo hay lẩu cá mình ướp cả đã nhé. Và đây là nghệ, sạch đi các bạn nhé, rửa sạch sẽ rồi và chúng ta thành từng miếng vừa ăn nhé. Đây là cá chấm và mình mua con chấm này là 5 cân. Tết ra mình nấu á, mình ăn kèm với cả su hào các bạn nhé, để cho đỡ ngán nhé. Cá kho su hào hay cá sáo su hào ăn rất là ngon ạ. Bây giờ mình ướp cá nhé, thường ướp 20 phút đến 30 phút thì chúng ta ăn ấy, nó sẽ ngấm cá, ngấm gia vị vào. Tương, tương hột các bạn nhé, các bạn có thể cho tương hột vào. Tùy theo nhé, nếu tương hột mà mặn thì chúng ta cho vừa phải, hợp với gia đình nhà chúng ta. Bột ngọt hay nó mì chính nhé, chúng ta có thể cho vào. Nếu bạn nào không thích ăn bột ngọt thì chúng ta có thể bỏ qua cái phần bột ngọt này nhé. Bạn nào thích ăn hạt lêm có thể cho hạt lêm, còn không có thì thôi ạ. Muối, bây giờ mình sẽ cho muối vào đây. Cá ướp này chúng ta ướp đậm một chút, khi chúng ta nấu ấy thì ra nước ấy thì là nó sẽ là vừa cá nhé. Và mình cho một ít mè các bạn nhé. Cho khoảng thìa cơm mè. Tùy theo độ chua nhé, chúng ta có thể cho. Và bây giờ mình giã nghệ xong ấy, mình sẽ cho tất cả cái phần nghệ vào, không phải nọc đi các bạn ạ. Vì nhiều người kỹ tính thì nọc đi, nhưng mà nọc đi ấy, thì nó sẽ mất đi các chất dinh dưỡng từ nghệ nhé. Nó sẽ không được nhiều, chúng ta cứ cho tất cả vào. Và cà chua các bạn cắt cho mình. Khi Tết ra ấy, chúng ta ăn mãi thịt nhiều chán, chúng ta có thể ăn cá nhé, để đổi khẩu vị, tức là để dễ ăn và lại nạ miệng hơn ạ, khi chúng ta ăn thịt nhiều chán rồi. Bây giờ mình ướp nhé. Chúng ta có thể cho một ít thì là nhé. Cho một ít thì là chúng ta ướp vào cùng cá cho nó thơm và nó át đi mùi tanh của cá các bạn nhé. Mình trộn đều lên nhé. Khi nào nấu ấy, các bạn có thể cho vào đây một lon bia hay một chút rượu các bạn nhé, làm nước của nấu cá ấy ạ. Mấy rượu vàng.
các bạn cho một ít rượu vang hoặc rượu trắng và rượu nấu ăn nhẹ thì nó sẽ át đi cái mùi tanh của cá. Đây các bạn sẽ cho mình một chén rượu trắng vào nhé, hoặc đấy ạ, để nó sẽ khử cái mùi tanh của cá. Mình ướp như thế này nhé, khoảng 30 phút sau là chúng ta có thể cho lên bếp từ mình nấu như mình ăn lẩu cũng được, và mình có thể ăn kèm với su hào rất là ngon và dễ ăn. Mùi thì là và rau húng hay là tía tô chúng ta có thể ăn nhé, cùng với hành ạ. Như thế này là được rồi. Các bạn để cho mình khoảng 30 phút, sau đó mình sẽ nấu ạ. Bây giờ mình sẽ nhặt thêm hành thì là và là tía tô nhé. Rửa sạch đi. Có một bát thì vẫn phải bát nữa. Mọc quá không để xương như ấy. Ừ. Con đi mời ông đi. À, có uống bia thì để lấy bia với cốc ra ngân nga. Lấy bia với cốc ra cho ông để ông uống. Mình đun nước bình thường nhé. Mình mà thích bia thì có thể cho vào đây một ít bia nữa ạ. Vì cá mình đã ướp với rượu rồi. Bi cá hồn nhà mình. Em bê hẳn vào. Nhìn cái nghe hầu như là bỏ cao hơn. Nga còn cao hơn bi rồi. Để con dao đây, con dao để cắt đầu. Bây giờ mình tranh thủ cái đầu với cổ bi đi. Từ đã, để ăn mỗi được một khúc cá đã. Xong là muốn sau không có lại dính xương cá vào. Cười hộ luôn, nói những câu cười hộ luôn. Chỉ 2 năm nữa là thành phụ nữ. Là rau cải cúc nhá, mình sẽ tỉa để mình nấu canh rau cải cúc cho nó mát các bạn nhé. Những cây to ấy thì mình sẽ tỉa trước và những cây nhỏ thì mình để ăn sau ấy, không có là nó sẽ ra hoa. Thời tiết ấm như thế này là nó rất là nhanh ra hoa ạ.